Ủa, anh có hai cái Moto Vario luôn à? À, cả hai đều hồng à? Giống nhau anh, coi như là gãy chân giống nhau. À, nó làm mỏng quá. Mỏng quá mỏng. Ừ. Này thì nói chung là 100% là Trung Quốc rồi. Chắc cứu luôn chứ. Không biết, nhưng mà tại sao mà nó ghi đẻ tem mỏng dính. Mà cái này là cân có được 5 cân này, nhấc nhấc nhẹ một tay lên này. Moto Vario của gì? Không, không có thể là cái kiểu này thì đúng là Moto Vario thật, nhưng mà họ làm Trung Quốc mà họ dám ghi liều là made in Italia này. Với lại là các cái công ty lớn rồi cũng không ai, người ta sản xuất ở Ý mới được, nhân công nó cao lắm. Với lại cái chỗ này nó gia công tẻo. Ủa là gãy cả hai? Gãy hai cái giống nhau. Trời ơi, nhôm nó bở từng mảng như này. Vậy là lý do vì sao mà ban đầu người ta đi tìm cái hàng của hãng này, tức là bên cấp trên kêu đi mua? Này là khách hàng yêu cầu xài motor giảm tốc của Teco. À, xong rồi cộng với một cái thương hiệu nào đó đúng không? Nói chung là nó đòi Teco nhưng mà không có Teco là mới lấy Moto Vario. À. Ghê quá. Thì có logo như này có thể là đúng ấy, đúng là hàng của hãng ấy. Nhưng mà nhiều người họ bị xính ngoại quá. Đâu phải là cứ hãng lớn họ làm tốt đâu. Hầu hết các hãng lớn rồi họ làm không bao giờ quá tốt. Ví dụ như TV Sony là không bao giờ dùng quá 6 năm. Máy giặt Toshiba, Panasonic cũng thế thôi, chỉ 4 năm. Tại vì nếu mà làm bền quá họ sẽ phá sản. Nhưng mà vì đâu có ai mua cái mới. Nhưng mà khách hàng thì lúc nào cũng xính ngoại, lúc nào cũng bảo là tôi phải cần Ý, cần Đức. Chả ai, người ta làm ở... Không có ai người ta làm tại Ý, tại Đức bây giờ hết á. Tại vì ấy, như Apple nó có ngàn tỷ đô, nó còn không dám làm ở Mỹ. Buộc là phải sang Trung Quốc thì nó mới giảm được cái tiền nhân công lao động. Mà nhân công lao động thì nó đắt nhất trong cái giá thành của sản phẩm. Gia công chán thế này. Mỏng dính. Bỏ cái này luôn. Đây như hàng bên em giá rẻ mà tiêu chuẩn châu Âu mà cái chân nó còn được như vậy. Kiên cố như thế này dày gấp 3 lần. Thôi quay ngang cho anh. Đang lắp thêm lắp hai cái à? Đang